Bây giờ em đang có mặt tại xã Tân Xuân, huyện Ba Tri của chú anh chị các bạn. Đó. Cho dù trời có nắng như thế nào thì em cũng đang cố gắng đem chạy đi để thực hiện cái video gửi đến cô chú anh chị những hình ảnh và những giá cả tốt nhất của những con bò để chúng ta có thể về chúng ta mua về phát triển kinh tế ha. Đó, hôm nay bệnh rồi nhưng mà vẫn cố gắng để thực hiện nhiều cái video như thế này. Mong là cô chú anh chị và quý bà con xem video của em thì hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo, cũng như là ủng hộ em có thêm động lực làm nhiều cái video mới nha mọi người. Đó, thì bây giờ chút xíu nữa chúng ta sẽ đến nhà của cái chú này để em ghi hình đang bán bò, mà không biết bò của ông bán là bò gì nữa nè. Rồi, mong là cô chú anh chị và bạn theo dõi hết cái video này nha. Xin chào cô chú anh chị và quý bà con đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Trời nắng quá, bây giờ em đang núp nắng tại cái địa chỉ là ấp này. Ấp gì chú? À, ấp này là ấp gì? Quăng luôn cái nón bảo hiểm xuống đất rồi cô chú anh chị bạn ơi, mệt quá. Ấp Tân Thận, xã Tân Sơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đây cô chú anh chị các bạn. Đây là bây giờ là cái chỗ này là cái chỗ núp nắng buổi trưa của em. Trời nắng mà thêm cái bệnh nữa, chịu không nổi. Cô chú anh chị các bạn xem video của em, nếu mà cảm thấy thích cái chương trình của em thì hãy đừng quên là đăng ký kênh để không bỏ lỡ cái video tiếp theo nha. Và bây giờ em sẽ cập nhật ngay và liền cái giá cho cô chú anh chị và các bạn, để cô chú anh chị và các bạn khỏi chờ đợi lâu ha, mất thời gian của mọi người. Đây, con cái kem 16.500.000. Xe ra coi ông già, ông bước ra ngoài coi cho đẹp đẽ coi, đầu trụi luôn cô chú anh chị các bạn. Để em sửa dây nó lại cho nó quấn giò rất là đẹp. Đây 16.500.000 luôn đó. Con cái bên tơ nha cô chú anh chị các bạn, xin tơ rúng yếm lòng thòng lạch phạt luôn, con đó 28.000.000. Kế bên 3B đích, nhìn cái màu lông thôi là đã ghiền rồi, báo giá luôn 28.000.000 luôn. Kế bên con bò cái, bò này là thuộc về cái dòng Redman Lysine, lỗ tai nhỏ, đầu chuỗi, thùng bự, rúng yếm đầy đủ, bao chữa cô chú anh chị các bạn 5 tháng rưỡi, bao chữa 5 tháng rưỡi, giá 32.000.000. 32.000.000. À, còn con kế bên đẻ hai con, cái bì cái con cái lay xin nha, đẻ hai con ha. À, hai con mà bây giờ đang bao chữa, chỗ này á là chữa bò siêu nha cô chú anh chị bạn, chữa này là chữa bò siêu nha. Đó, còn con kế bên đây là con kem, con này là mới gieo tinh nên chú không bán. Đó, con kem bự đó, cái tàn lớn đó là gieo tinh mới được có tháng mấy mà chú không có bán, bò đó chú để làm nền. Rồi bây giờ cái giá cả em đã cập nhật rồi, thì bây giờ em sẽ gửi đến cô chú anh chị những cái hình ảnh cận cảnh về những con bò này. Và cô chú anh chị các bạn hãy đừng quên, nếu mà muốn mua thì hãy đăng ký, muốn mua thì hãy gọi ngay cho em số điện thoại em để trên màn hình. Mong là cô chú anh chị và bạn theo dõi hết cái video của em nha. Đây cô chú anh chị các bạn, trước mắt chúng ta là con kem cái Chalulai. À, lúc trước là cái chú ông khớp mỏ nè, nó khớp mỏ nên nó bị sưng cái mỏ, nó bị khuyết á, lâu ngày quá nó lớn á, cái nó bị khuyết, cái chú ổng cắt cái cọng dây khớp mỏ ra luôn, cái ổng cột vô cái cần cổ luôn cô chú anh chị bạn. Mà mai mốt cái ổng quên cái nữa, cái nó khuyết cái cần cổ luôn. Nói hộ ổng xách cho trà ổng đuổi về luôn á. Đó, con cái kem 16.500.000 cô chú anh chị bạn. Chân móng, trước tiên chúng ta nhìn cái chân móng nó ha. Đó, chân móng nó rúng ha, vú nè. Vú của nó là đâu mấy cái, 5 cái cô chú anh chị mà, 5 cái vú luôn ha. Bên 3 bên 2. Móng trước. Đó, màu này là mà cái mỏ hồng nè, mắt hồng nè, lông là lông trắng vàng vàng nha kem nha. Đó, sái bướm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh của chú anh chị các bạn. Con này 16.500.000. Đít nè, một đít luôn. Chiều cao chắc khoảng thước mốt ạ. À, chiều cao 1m1 luôn, 16.500.000 nha cô chú anh chị bạn. Nó rộng rãnh rất là ok. 16.500.000. Ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trong màn hình. Kế bên con cái Lysine, cái bò cái tơ Lysine nha cô chú anh chị bạn. Bò Lysine, nhìn cái rúng của nó này, cái rúng của nó là cái rúng chiền, nó chiền từ vú mà lên dậu,
Chân móng nè, móng sò ha. Chân móng sò chiều cao dao động khoảng 1m32. Sái bướm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh màu đỏ mặt. Đó. Con này báo giá cho cô chú anh chị các bạn 28 triệu đầu trụi luôn nha. Lai xin. Tơ chưa có lên, ủa chưa có phối tinh, chưa có gì hết nha. Kế bên. Con cái 3B, cái màu lông em nói thiệt chứ nó sát như là cái gì luôn. Chúng ta nhìn qua video chúng ta có thể thấy được. Đây cô chú anh chị các bạn thấy không? Con cái 3B nó bóng tới nỗi mà em nhìn thấy muốn xé cái mặt em chổng luôn á. Nó lông nhuyễn da sát cực kỳ, nhìn cơ bắp của nó nè. Nhìn thấy cái cơ bắp cuồn cuộn luôn nha. Hai chân sau là bông trắng. Nó mình nhìn hai cái chân sau nè, đó là những cái đặc điểm mà chúng ta có thể đánh giá được con bò nó đẹp hay là nó xấu. Con bò này là con bò tơ, chiều cao dao động khoảng 1m3, chưa lên giống, chưa có cái tinh, chưa gì hết, hoàn toàn tơ, trong trắng luôn nha. Trong trắng luôn. Đây cô chú anh chị các bạn, rất là đẹp. Nó bóng giỡn luôn nha. Nhìn thấy con bò là nó bóng như là cái gì luôn. Em không biết phải diễn tả những cái từ ngữ như thế nào. Nó có hai cái sái tiền ở dưới cái ức của nó. Nó con bò này báo giá cho chú anh chị bạn 28 triệu. Bò này là bò tơ mà chiều cao của nó dao động khoảng 1m3 này. Cô chú anh chị biết khi mà nó xanh ra nó cỡ nào. Chân móng là hoàn thiện, móng sò nhìn bốn cái móng sò đây. Rúng yếm là đầy đủ nha. Ủa. Con bò này, dàn dấu nè. Đó. Bò này rớt cái rúng, bò này không có rúng. Sái bướm thì em coi hoàn toàn nghiêm chỉnh. Sái lưng nghiêm chỉnh nè, cô chú anh chị bạn thấy không? Đó, sái lưng nghiêm chỉnh nha. Màu rất là đẹp. 28 triệu. Rồi, kế bên. Sinlai Ratman. Lỗ tai nhỏ đầu trụi. Ha, Sinlai Ratman lỗ tai nhỏ đầu trụi. Nói đến cái dòng này thì cô chú anh chị sẽ nghĩ đến nó là một cái dòng đẻ nhặt. Rúng nó là rúng chiền. Đẻ nhặt con nha. Con này đẻ nhặt con, rúng là rúng chiền. Nó thùng bự. Đầu trụi tơ, bao chữa 5 tháng rưỡi. Thì chú chủ nhà cũng báo trực tiếp với cô chú anh chị. Chính chú chưa biết con bò này mang thai gì nữa nên không có dám bao thai gì hết. Tại vì hồi đó chú mua á. Chú mua của người ta. Là chú nói là chú mua con bò này á, là lúc nó mới gieo tinh có 2 tháng thôi. Ổng cũng không hỏi là chủ nhà giờ bán bò này là chữa gì, gieo tinh gì, ổng cũng quên mất tiêu rồi. Bây giờ nó được 5 tháng mấy, gần 6 tháng chữa rồi. Nó xuống vú rồi cô chú anh chị bạn. Nó thì bây giờ ổng muốn bán cho cô chú anh chị với giá là 32 triệu. Sái bướm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện, móng sò. Đây cô chú anh chị bạn, để em zoom ra cái sái của nó. Đó, cái sái của nó đó cô chú anh chị bạn. Và móng chân của nó thì em cũng quay cận cảnh để chúng ta có thể thấy được ha, móng sò cô chú anh chị bạn. Rúng là rúng chiền. Đó, rúng là rúng chiền nha. Cô chú anh chị và các bạn, cái khi mà em giao bò cho cô chú anh chị, em xin nhắc lại một lần nữa nha. Cái này là cái tình trạng em mới vừa gặp nữa. Khi mà em giao bò đến cho cô chú anh chị, con bò nào mà em bao chữa. Nếu như mà cô chú anh chị, bây giờ mọi người đừng có nói là cái chữ tin tưởng ở trong cái cuộc mua bán nữa, giao dịch nữa. Mọi người đặt niềm tin ở chỗ em mà mọi người lật lọng cũng vậy à. Mọi người nói, em nói với cô chú anh chị, em xin lỗi trước nha. Cô chú anh chị đừng có đặt niềm tin ở nơi em. Tại sao? Mình làm việc trên cái nguyên tắc giấy tờ đâu đó đàng hoàng đi. Con bò nào mà em bao chữa em giao đến cho cô chú anh chị thì cô chú anh chị vui lòng 3 ngày sau mình điện thú y, bác sĩ thú y lại khám nha. Rồi báo lại cho em. Chính xác. Em nói thiệt, cũng có rất là nhiều người, người ta không có cái tâm. Con bò hư thai rồi cái người ta điện thoại lại, người ta nói em là con bò này nó không có chữa. Mà trong khi đó đây bác sĩ thú y người ta khám hàng ngàn con bò rồi. Cái khi mà em giao con bò đến có chữa nha, cô chú anh chị em nhắc lại một lần nữa. Em bao chữa cho cô chú anh chị thì vui lòng cô chú anh chị 3 ngày sau khi mà em giao đến. Hoặc là khám liền cũng được. Em giao đến bác sĩ thú y gần nhà cô chú anh chị. Cô chú anh chị cứ nhờ bác sĩ thú y đó khám thai. Nếu như mà có thai thì cô chú anh chị trả tiền. Còn không có thai thì em trả tiền cọc lại cho cô chú anh chị các bạn. Đó, cái đó là em muốn giao dịch trực tiếp để chúng ta sau này chúng ta khỏi phải buồn lòng, buồn phiền gì hết. Cái đó là một cái hình thức giao dịch nghiêm chỉnh.
Kế bên con bò này là con bò cái. Con bò này là con bò cái Lysin, bò bô xin á, chiều dài thì nó vô biên luôn, chiều cao trên 1m3. Chiều dài vô biên, chiều cao trên 1m3, nhìn cái thùng dạo của nó, con này bao chữa hơn 5 tháng, bao chữa siêu nha cô chú anh chị bạn. Bao này là bao chữa siêu, bò Angus á. Cái thai là cái thai Angus, thai siêu nha. Chân móng thì hoàn thiện, móng sò. Rúng là rúng, có rúng nha. Đó. Con này tình trạng của nó là đang mang thai lứa thứ mấy đây? Ủa chú, bò này mang thai lứa thứ mấy vậy? Đang mang thai lứa thứ ba phải không? Rồi sái bớm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh cô chú anh chị các bạn. Sái bớm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Bò này bò tàn cũng là tàn nhất đó. Bò này trên 1m3 rồi. Nó báo giá trực tiếp cho cô chú anh chị các bạn. Con bò này có giá là 30 triệu. Còn con này có giá là 32 triệu. Và con này có giá là 28. Còn con đứng cuối cùng trong đây, con cái kem trong đây có giá là 16 triệu 500. Cô chú anh chị gần xa nào có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình. Và bây giờ em sẽ thực hiện lấy cái thước để em đo thử cái chiều cao gửi đến cô chú anh chị và quý bà con, để chúng ta có thể lựa chọn cái con giống phù hợp với cái mức tiền phù hợp để chúng ta về phát triển kinh tế nha. Và cô chú anh chị khi mà em đã hợp đồng mua bán với cô chú anh chị thì cô chú anh chị vui lòng nghe rõ và chúng ta thực hiện đúng theo cái hợp đồng mua bán. Em không muốn ai mất lòng hết. Em chỉ muốn mua bán một cách vui vẻ để sau này cô chú anh chị gặp em, chúng ta còn cười, chúng ta còn có thể mua bán được. Tại vì cô chú anh chị biết sao không, tội nghiệp cho em. Em vô em phải thương lượng giá rồi em mới quay em đăng. Cô chú anh chị coi á, thì cô chú anh chị đang ủng hộ em rất là cảm ơn. Và bây giờ em báo giá, báo cái chiều cao chính xác cho cô chú anh chị và các bạn luôn. Con bò tơ này có chiều cao là 1m34, 34,5. Nó là một gần 1m35 đó. Còn con này chiều cao nó như thế nào? Dạ. Con 3B này thiệt tình. Con 3B này chiều cao là 1m3. Còn con cái Rachman Lysin này chiều cao như thế nào ta? Con cái này chiều cao 1m35, con cái chữa này chiều cao 1m35 của chú anh chị bạn. Còn con này chắc phải ăn 1m3 rồi, chắc cú luôn. Khỏi chạy. Con này chiều cao 1m32 của chú anh chị bạn. Đó, thì em đã báo giá trực tiếp cho cô chú anh chị và các bạn. Cập nhật thông tin, cập nhật giá thành, cập nhật chiều cao thì em cập nhật đầy đủ hết trơn, không có chỗ nào thiếu sót hết. Chân móng, dậu rúng cho tới sái bướm thì hoàn toàn em cập nhật đầy đủ hết rồi nha. Rồi bây giờ thì em xin kết thúc cái video đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị và quý bà con ở cái video kế tiếp. Thân ái kính chào và mong là mọi người hãy đừng quên là đăng ký kênh để không bỏ lỡ cái video tiếp theo, cũng như là ủng hộ em có thêm động lực làm nhiều cái video mới, tạo một cái diễn đàn cho cô chú anh chị mua bán khỏi mất thời gian để chúng ta đi tìm kiếm nha. Đó. Bây giờ em xin kính chào và kính chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã và đang xem cái video của em.